Trên tay cho anh em combo Z6 với lại 851.8S. Đây là một con Z61 nha anh em. Con này thì bây giờ anh em vẫn có thể cân được đủ các thể loại luôn. Nhưng mà len này để chụp chân dung là ok, xuất sắc luôn. Mà con này là con len đắt nhất trong những cái dòng ngày mới bây giờ. Con này là con 851.8S, bây giờ vẫn hơn chục triệu. Còn 85FE thì 89 triệu, 85RS của Canon thì cũng chỉ tầm 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Chiếc Z6 này chúng ta chỉ dùng một khe XQD, nhưng mà thực sự với anh em là XQD nó rất là đáng giá. Anh em bỏ tiền ra mua cái XQD nó bền gấp 5 gấp 6 lần so với con SD nhá anh em. Đây, sâu cận cảnh cho anh em XQD đến từ Sony đây. Con này giá nó khoảng hơn 2 triệu một tí, nhưng mà nó bền gấp nhiều lần so với là thẻ SD. Thiết kế xịn sò luôn, chắc chắn và không bao giờ bị gãy, trừ khi chúng ta bẻ hoặc là anh em bị làm rơi rớt, hoặc là nói chung là nó bị tai nạn đâu đó thôi. Ở đâu? 25. Em cứ dùng đã. Tính là